anh đang mua 10 phần à. Rồi cứ đưa người ta 10 phần. Vậy em muốn lấy thêm 90 phần nữa là sao chị? Muốn lấy 90 phần hả? Còn mình đợi tới đâm heo giùm nha. Được luôn hả? Được. Em đợi luôn à. Quỷ sứ. Thiệt á. Rồi, của mình. Em lấy 15 phần em đợi một tí nữa. Đâu để coi coi. Rồi. Mình 10 phần. Đủ chưa? Đủ chưa? Dạ muốn lấy thêm mình được chị. Cái này mình không bao giờ lấy bao nhiêu chợ đến 5 giờ. Không, bây giờ mình phải hẹn trước á. Em gọi đâu không được. Không, không phải hẹn trước, nhưng cái số mà các thi đưa không phải là cái số đó, số còn tại vì số đó đâu số đặt hàng, các thi đâu có điện bắt máy đâu. Cho số nào bắt máy mà lại gọi gửi một ngày có 100 phần á. Một ngày 100 phần. Chỗ chưa biết đâu á, ngày 100 phần ra nhiều lắm mọi người biết không? Giờ đặt trên 150 rồi, giờ kiếm chừng 100 à. Giờ dưới đặt là cho hơn 150 rồi. Mọi người ơi cho em 10.000 đi. Bây giờ không biết giải quyết làm sao nữa, mấy cái ca này nặng quá. Có cỡ 30 cũng được luôn. Cỡ 30, 50 cũng được. Rồi. 50 về trước. Rồi ok. 5 phần của em. Để coi tình ạ. Không, 4 phần xếp hàng giùm em luôn nha. Giờ này cũng không có được ưu tiên đâu anh. Người xếp hàng giùm em nha. Tại vì giờ này lẹ lắm. Rồi ok, cảm ơn nha. Rồi, mình sẽ được ok em. Đó. Cảm ơn em nhiều. Rồi để các thi vô các thi hỏi mới được. Kìa, ưu tiên cho bà bầu kìa. Rồi ngồi đi rồi từ từ mà. Đó. Rồi. Tôi giái vừa ngồi được cái có bụi hả? À bụi. Trời ơi coi chừng cái đít quần nghe má nè, mặc quần trắng dính luôn hả? Kêu cái ông ngồi cái bên ông phủi giùm cho. Trời ơi tôi khổ râm lắm mọi người ơi, tôi nói thiệt. Mà lúc nào tôi mà đi tôi bán xong rồi tôi về tôi nói mọi người ơi, em có nói gì bậy mọi người đừng có ghét em, tội nghiệp em. Lỡ em buôn bán á, nhiều khi mình nói chuyện nhiều quá nó sẽ không có cái câu mà hay vô lòng người ta. Đó. Mình ghét em sao đừng có nói với em gì á, chăng nó không có mọi người. Đó. Thấy à. Đó mọi người có ngồi. Phải. Không để cho mấy em sinh hoạt lớp tí xíu. Tại vì lớp học của cô hiệu trưởng mấy bữa nay cũng hơi bị trục trặc đó. Trời ơi. Có coi lên cái đó chưa? Không hồi đăng lên. Thôi thổi phà quá trời luôn. Thấy bán mà nó ăn trước rồi. Bán đâu mình không? Ồ. Mình đâu biết nữa. Khổ ghê vậy đó, thiệt luôn á. Tôi buồn ghê á. Tôi không có đụng chạm tới người ta. Tôi né dữ lắm rồi. Đâu tôi né dữ lắm má ơi. Rồi ok. Trời ơi. Đây là kể về vấn đề bộ phận nha mọi người. Những cái bộ phận trên cơ thể. Vậy nhất là mấy em trai nè. Thì để cho cô khám nghiệm trước thì mấy em qua ngoài sau cái tấm bảng đó đi ha. Cởi ra cho cô coi nghe. Đây này em ghế. Rồi. Nè. Người ta ngồi chưa nóng đít là mình phát cho người ta rồi. Đó. Hả? Không. Bây giờ là các thi sẽ bán theo kiểu ý của mọi người, tại giờ là còn sớm á. Điểm danh. 30 bịch. 30 bịch thì bây giờ chị chỉ cho em ra chợ lớn em mua 30 bịch bánh tráng lẻ nghe. Ủa mới nói muốn mua ý với mọi người mà. Trời ơi nhìn cái thay của nó kìa, nó đi chừng nào mới tới. Trời tôi gầu rồi. Thiệt luôn á. Hà ơi, chị là hay cưng Hà ơi Hà. Rồi. Rồi. Chúng ngồi đi. Đây xoài đây, xoài đây. Rồi. Hả? Khoan, từ này chị qua bao nhiêu bịch nè. Thí dụ ước lượng của chị là chị muốn mua bao nhiêu? 30 bịch. Rồi, em chỉ cho chị nè. Bà làm như một lần tôi chỉ mà tôi hại bà hay gì á. Chị thấy căn nhà đó không? Đó. Chị lỡ ngay chỗ căn nhà đó. Chị đừng nhìn vô căn nhà đó, chị lũ dưới sông nhảy xuống sông cho em nha. Nó giỡn chứ. Nếu mà đặt
50 phần á thì sao? Chị phải đặt 50 phần là chị phải qua 4-5 giờ á. Mà với lại chị phải điện thoại trước. Một lát nữa em cho số điện thoại công an phường cho. Em nói giỡn chứ, một lát nữa em đưa cái số điện thoại cho chị. Và bây giờ mình muốn lấy bao nhiêu? 5. Rồi ok. Đó, lấy cho chị 5 bịch trước đi. Rồi mình cứ đợi từ từ ha. Đó. Trời ơi là trời. Biết sao mấy cái ghế này nè, cha gồng được cái ngày hôm qua chủ nhật đông cha gồng đâu có mua á. Bữa nay đi vắng cha gồng mua. Cũng hợp lệ. Trời chết rồi, các thi không có, bữa nay không có tiền lẻ luôn nè. Cho nên mọi người có tiền có 150 đó. À, 5 phần là 150 đúng rồi. Rồi. Không. Đi đâu nữa các thi nè? Rồi. Đi đâu nữa? Rồi. Mình đi vô ngay chỗ cái tấm tôn đó đó. Ngay chỗ cái canh cửa đó đó. Rồi, mình lủi xuống sông luôn. Nó giỡn chứ, tới đó nói vậy nè. À, chị Cát Thi kêu em lấy thêm 25 bịch hả? Ừ, chị kêu Cát Thi kêu em lấy thêm 25 bịch. Rồi. Rồi ok. Còn không là chị đi vô đường Bò Né nè. Rồi, đi đường Bò Né đi chứ không công chị đứng đó. Rồi. Rồi chị đi đường Bò Né rồi chị đi thẳng vô trong đó. Rồi chị thấy ngay chỗ cái sàn nước á. Nhảy xuống sông luôn. Mấy phần vậy? 5 phần. Không, 60 phần giờ này không có đâu. Thế thiệt. Tụi nó làm không kịp đó. Tụi nó làm không kịp. Chị lấy chừng 20 phần là em cố gắng kêu tụi nó đẻ cho chị. Nghe. Em nói thiệt á. Chị hiểu. Chị không có nghĩ lại. Trời ơi là trời. Bánh tráng. Tại vì bữa nay. Rồi cảm ơn em nha. 2 phần nhưng mà không lấy trứng cút. 2 phần không lấy trứng cút phải không? 2. Trời ơi, giờ này các thi nhận cái ai cũng 20 rồi, các thi không biết nhận sao. Khoan em cứ đứng đó đi, để một lát chị giải quyết coi. Mình mấy phần? 2 phần, 3 phần phải không? Các thi thôi mình lại 401, mình cho các thi lại xin lại 40 đi. Hả? Khoan ngồi đi. Có 10 ngàn. Mọi người có tiền lẻ đưa giùm em mọi người. Đủ 90 đó. Nè mà đủ 90 nè. Nó đủ rồi đó. Lại. Quên. Em ơi kiếm tiền lẻ giùm chị nha. Rồi mấy phần? 2 phần em tháo lại chị không có tiền lẻ 10 ngàn không? Tại vì bây giờ chị chưa có tiền lẻ đó, chị đâu có đẻ tiền lẻ được đâu nè. Em đợi chị tí xíu nha con. Thì mọi người muốn lấy hơn 5 bịch cũng được, khoảng bây giờ là khoảng 10 bịch đủ gì. 10 bịch đủ gì. Rồi ok. 5 phần thôi là 50. Ok nghe. Đó. Em cứ ra ngoài lấy đi, cứ ra ngoài lấy tiền đưa cho chị đi. Đến ngày không sao đâu. Em quắt vô chồng em á, không video vô nên nó quặm hết đó. Nghe. Đó, khỏe cho mọi người khỏi đợi đâu. Rồi cảm ơn nghe. Đó. Ai mà nếu mà có bầu có cái siêu âm á là nhiều cho trước luôn nha. Thiệt. Có cái que thử thai nữa. Nghe. Má kia cái bụng hơi nhô nhô vậy nè mà không biết có bầu hay bà bị mập nữa. Bà Lợi mới nói bà Lợi biết bà làm cái gì không? Em có bầu nè chị. Bà ra ngoài tiệm thuốc tây bà mua que thử thai liền cho tôi. Mình 5 phần phải không? Rồi các thầy gửi nha. Rồi. Trời ơi giờ nó còn sớm, ưu tiên cái gì? Mấy phần? 2 phần cho bà chữa đi con. Đi. Rồi ok. Đó. Dạ. 2 phần em thêm 2 phần. Không, bây giờ chị biết tại sao không? Rồi 124 phần phải không? Ok, cảm ơn em. Cho bà bầu này 2 phần đi. Bây giờ em chỉ chị nè. Chị chạy vô trong đó. Chị coi là khoảng các thi kêu chị vô nhưng mà chị không biết một mấy giờ mới có, cưng cho chị mấy giờ thì mới có bao nhiêu phần đó. Chị vô trong đó chị hỏi nó. Đi vòng bên kia vô luôn đi. Bò Né đi vô luôn. Đi thẳng đó. Rồi. Khoan bà bầu 2 phần đâu. Rồi. Của em 5 phần phải không? Của anh mấy phần? 2 phần của anh này 2 phần đâu. Có 50 con cho các thi sinh không? Ok.
Cảm ơn nhiều nghe. Cảm ơn nhiều. Hai phần cách thi đó là 40. Mọi người ơi, thủ tiền lẻ giùm cách thi nha mọi người nha. Mọi người thủ tiền lẻ giùm em nha mọi người nha. Mọi người ơi, có ghế nó ngồi nó khỏe ha. Đây, hai phần cách thi đó là mình đó. Đó, lẹ đi con. Chừng nào có nút bạc vậy? Nút bạc chắc lâu lắm. Tại sao vậy? Nút bạc là 100 rồi. À, vậy hả? Để mai mốt kêu Thanh Muội cởi chuồng ra thì sẽ được 101 luôn. Sẽ được nút bạc đúng không Thanh Muội? Thanh Muội cởi chuồng xong thì chắc ta... tuột view luôn, tuột người ta thông quỷ đăng ký luôn. Phải không? Con, bên anh được nút bạc chưa? À vậy hả? 5 phần cảm ơn em. Em mấy phần? 5 phần phải không? Cảm ơn em nhiều. Đưa cho chú nó 5 phần giùm mẹ coi con. Hả? Ngày hôm qua chủ nhật á, trời ơi số lượng khách á quá trời. Cái mình thấy không thấy khách người ta đúng lâu tội nghiệp người ta. Nhưng mà mình muốn có cái gì đó mình cho người ta, nhưng rồi cha gọng nó hồi để mua ghế cho người ta ngồi cho nó khỏe. Chứ đợi lâu quá. Rồi. Cái gì gái? Chị lại chị có bầu. Lại bầu nữa rồi. Mấy mùa dịch tôi nói thôi mấy cha ơi, đi về quê chơi đi. Mấy cha ngủ lời, mấy cha không có chuyện gì làm cho mấy ba có bầu nè, hoài. Xe của em nè. Thế xe đây nè. Nè. Thế xe nè.